chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là tiểu sư phụ. ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về ở chương trình airdrop đến từ dự án sàn giao dịch phi tập trung có tên là OTRIC thì đây là sàn giao dịch phi tập trung nó xây dựng ở trên các cái mạng lưới là base arbitrum hay là zkashin và hiện tại thì uh, hai cái mạng đó là zkashin và arbitrum đang trong quá trình testnet và base thì nó đã chạy mainnet rồi Thế nên là nó sẽ cho phép chúng ta có thể claim airdrop đến từ cái sàn này. Và điều kiện là các bạn đã từng nhận airdrop của mạng Arbitrum hoặc là sử dụng cầu nối ở trên mạng lưới của Bay Network thì các bạn sẽ đủ điều kiện để claim số lượng token là 568.578. Thì mình thấy một đặc điểm khá là hay đến từ cái dự án này đó là tổng số lượng token của cái dự án này là 70 tỷ nha các bạn và nó sẽ dành toàn bộ 100% cho Airdrop đó, thì bạn có thể check cái thông tin này ở trên trang Twitter của nó. Hiện tại trang Twitter của nó đã có 32k follow. Nó sẽ hỗ trợ ba cái mạng đó là Base, Arbitrum và zkSync. Thì à, điều kiện để có thể claim Airdrop là sử dụng cầu nối Base hoặc là đã từng nhận Airdrop ở trên mạng lưới của Arbitrum sẽ được claim toàn bộ cái số lượng token đó thì các bạn có thể xem thông tin chi tiết của cái dự án này ở trên twitter nhé xem uh, nó có những cái đối tác gì và có những cái lộ trình như thế nào đấy thì các bạn có thể hoàn toàn xem ở trên đây ok thì uh, khi mà các bạn cờ lên cái nft uh, cờ lên cái token đấy token oric này này thì các bạn cần phải có eth ở trên mạng lưới của base thì eth thì các bạn có thể mua ở trên các sàn giao dịch uy tín đấy Đấy, mình sẽ đặt link ở phần mô tả cho anh em. Đấy, thì các bạn gửi về ví Metamask này. Đây, ví dụ này. Các bạn gửi về ví Metamask này. Sau khi mà có ETH ở trên mạng lưới của Bay Network ấy, thì các bạn mới tiến hành claim được nhé. Và ở đây các bạn để ý giá của cái đồng coin của nó này. Ví dụ sẽ nhận được là 568.000 đúng không? Thì chúng ta cân nhắc ở cái phần này. Ví dụ các bạn à, nó ở đây nó hỗ trợ swap luôn này. Các bạn vào mục swap thì các bạn sẽ thấy là cái đồng ORIX của nó nằm ở đây. Chúng ta sẽ xem là 568.000 đúng không? 568 578, 578. Thì các bạn sẽ thấy là cái giá trị của nó đây này. Giá này thì nó chỉ rơi vào tầm uh, gần 2 đô thôi các bạn ạ. Đó. Thì các bạn có thể cân nhắc nhé hoặc là các bạn có thể claim để hâu lâu dài để chờ cho nó tăng giá hoặc là các bạn có thể bỏ qua hoặc là các bạn có thể claim để có thể tăng được cái tương tác của chúng ta ở trên cái mạng lưới của base network này thì đấy là tùy quyết định của các bạn nhé còn mình thì cảm thấy là cái dự án này khá là ok bởi vì à, cái, cái đối tác của họ khá là nhiều và thứ hai là nó dành luôn ra tất cả một trăm dành riêng cho aerop đó thì mình quyết định là mình sẽ claim thôi nói chung chỉ mất một ít phí thôi mình sẽ claim cho các bạn xem nhá đây này mình sẽ tiến hành claim này để chúng ta xem là chúng ta mất bao nhiêu phí nào à trên mạng lưới bay thì nó cũng rất là rẻ thôi anh em nhé nó chỉ là 0.02 thôi đây các bạn ạ các bạn nhấn vào nút xác nhận để claim nhá đây này Đó, và chúng ta sẽ chờ cho nó confirm ở trên hệ thống blockchain để chúng ta có thể nhận được token. Sau khi mà nhận được token thì các bạn có thể là add cái contract của nó. Đây contract này. Ở trên sàn luôn. Đây này. Chúng ta sẽ add contract để xem là chúng ta nhận được bao nhiêu token nhá. Đây, các bạn sẽ nhận được số lượng token này. Hình như là số lượng token đã được tăng thêm à? 568 ở đây là nhận được uh, tận 600 thì các bạn có thể hoàn toàn bán luôn Đó Bán 100% cho hạn mắc nhà hạn Đó nhận được 0.15 này Đó thì các bạn nhận ru nhá Phí ở trên mạng bay nó khá là ok đấy Nói chung là các bạn thoải mái tham gia Đấy thì uh, ngoài ra ấy, nó có một cái phần nữa đây này Các bạn có thể giới thiệu thêm bạn bè bằng cách là copy cái đường link này này giới thiệu thêm bạn bè để có thể nhận được thêm cái đồng Orex này nhá. Đó, các bạn sẽ được chia sẻ 5% đến từ uh, cái số token mà các bạn bạn bè của bạn kiếm được. Đó thì nói chung là thứ nhất là chúng ta đã claim có lãi rồi. Nếu như các bạn có sẵn ETH ở trên mạng bay là có lãi rồi. Đó, thứ hai là các bạn tăng được cái số lượng giao dịch ở trên mạng bay. Và thứ ba là chúng ta có cơ hội các bạn có thể hâu lỡ nó như là một cái đồng meme meme chẳng hạn nó sẽ x5, x10, x100. Thì đấy là cơ hội của chúng ta ok nhá những cái gì thắc mắc không hiểu thì anh em có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại